không, tôi mang 2 trăm ba thôi. À, 1 trăm ba thôi. Ê, ê, ê. 1 trăm ba. Bình thường đấy. Anh ơi, chị ơi. Bình thường. Bình thường, anh đang sinh ra điện thoại nó phét. Đây, đây, đây. Quyết đây, sinh ra ô điện thoại nó nhiều. Ghê, ghê. Ghê chơi quả đùi giống cách. Ghê, ghê, ghê. Tối cái tiếng này mà cao kê cao kê nhá, bỏ cao kê chạy đi đặng thế thôi, ta để đi hát nào, đi hát đi ăn không đúng, đi hát làm gì tốn tiền đúng không, thôi tao ra đánh đầu đầu không. Ở đây anh Bình anh tính khách cho tiền. Ghê, quyết chấm tư gì mà ghê. Ơi. Em đúng không? Mình uống chén. Thôi uống thế thôi, uống lắm thế. Bỏ tay ra. Về mai tối cũng say mà chết. Tí nữa, tí nữa. Tí nữa à? Gì á, quyết là gì á? Hoang tàn thật. Về đây, về đây. Rồi, rồi, rồi. Thôi, nhớ mà. Gọi, gọi, anh bên bận thì không gọi lại. Không, đấy, bảo là anh Bình đang bảo 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 bảo. Em gọi lúc sau em số 1. Em đang bận. 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 Sang ra chỗ chị ngồi xem, ra chỗ chị, chỗ chị ngồi xem. Đảo cô Lan mở. Chào mấy bạn. Nghe cho nhà đi xuống. À,
3.4 phờ phạc ấy. Quên mất số gạo à? Anh xin em luôn. Cứ ở trại họ ngủ. Đã có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.